mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thứ sáu, cơm thiêu làm bánh. Cơm lứt bị thiêu bún tự nhiên vẫn có thể ăn được và dễ tiêu. Tuy nhiên, cơm thiêu có mùi vị khó ăn, các bạn có thể chế biến như sau. Bánh nướng, nhồi nắng cơm mới thiêu thành những lát dẹp và đem nướng vàng hai mặt. Quả tang 1/2 súp miso với 1/4 chén nước chính vớt vào lát cơm rồi nướng lại cho thấm và ăn nóng. Bánh hấp, trộn cơm thiêu với một ít bột gạo lứt rang hoặc là bột sữa thảo mộc rồi nắn thành những viên tròn bỏ vào chảo, hấp độ khoảng 1 giờ bánh nóng, ăn với muối mè. Bánh chiên, trộn cơm thiêu với bột và nắn thành những viên tròn như là bánh hấp rồi thả vào dầu sôi chiên vàng đều mặt. Dứt ra để trên dĩa tre hoặc là dĩa inox cho ráo dầu, ăn với muối mè hoặc là tương đặc miso hoặc là nước tương thực dưỡng hoặc là nước chấm tương cải. Bánh vòng, nếu cơm thiêu bủng ra nước thì trộn với bột như là món bánh hấp, nhưng nhồi thật nhuyễn rồi để trên mặt thớt hoặc là mâm cán mỏng và cắt thành lát đem phơi khô. Khi ăn, nướng hoặc là chiên phồng, chấm nước tương thực dưỡng, tương hạt lỏng. Có thể nêm gia vị vào cơm thiêu trước khi làm bánh. Có thể dùng cơm thiêu bủng thay chất kích nở, trộn vào bột gạo lứt sống hoặc là bột mì để làm bánh, thí dụ như là bánh bò, bánh mì, hoặc là dùng làm mẻ để nấu canh chua. Nếu sau khi nghe xong yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Ha ha ha,